Hello mọi người, không biết là mọi người nhìn mình có giống là mình vừa ngủ dậy không nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì như các bạn đọc tiêu đề rồi, mình sẽ show cho mọi người một ngày mình đi tour, mình kiếm hẳn 10 triệu xem là như thế nào. Thì ngày hôm nay mình các bạn có thể đọc qua đây thì ngày hôm nay mình có chuẩn bị một số đồ, máy quay, máy ảnh các thứ, quạt kiếc. Vì hôm nay mình quay xa chứ mày quay ở gần đây. Thì đây là một con Flycam mà mình mới mua, một con Mavic Pro. Và ok mọi người cố gắng stay tune cái video này để mọi người biết được là mình kiếm tiền như nào, bởi vì cũng có khá là nhiều bạn hỏi mình cái câu hỏi này. Yeah, let's Trung tâm thiền viện á? Không không mà ạ, cái gì nha, gọi là cái chùa gì đây là đất Đồ Sơn không, bên Đồ trái Sơn bên mình phải mình ở Hiện tại thì sau một cái quãng thời gian đi xe rất là dài thì cuối cùng đã đến được chỗ ăn. Hiện tại thì mình đang ở quán ăn để ăn hải sản. May có rất là nhiều món. Hôm nay mình đi tour nên là được ấy rất là nhiều món. Đây món này món gì? Món này món tu hài nướng mỡ hành. Đúng đấy. Món này là món hàu sống. Hàu tái. À, một lát nữa thì mình sẽ đi tour, thì không biết là các bạn hãy theo dõi video này để xem là mình đi tour như nào mà một ngày mình kiếm hẳn được 10 triệu. Mọi người thấy ngon không? Nóng à? Nóng đúng không? Nóng đấy. Bây giờ mình sẽ bay flycam, chung mà cũng gắn xong rồi thì setup flycam bay mình dịch một đoạn. Đây lắp cả filter mình tiếp vào để bay. Mình vừa mới lấy con này hôm qua, chỉ để quay đúng ngày hôm nay xong bay về mình bán. Mai về mình cho ấy. Bật quay to mà. Bãi rất quan tâm. Đẳng cấp. Anh em hôm nay test một shot thử. Mình sẽ test shot đầu tiên. Đây bật bây giờ bật bấm bấm đây hai lần, bấm nút này hai lần. Hai lần. Đấy rồi. Để quay đạt này cái đoạn mà đạt bấm này. Ok chưa? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị bay nhá. Mình sẽ lắp vào. Rồi mình sẽ bắt đầu quay lại. Đấy, mình sẽ điều chỉnh thông số một chút, rồi mình cứ cho bay lên nhá. À được rồi nhá. Bay lên ấy thì mọi người nên cho cất cánh ấy nhá. Đó, để lại 5 phút. Ơi, lại rồi, đâu rồi? Bấm 2 lần, bấm 2 lần. Rồi. Đây là báo đang là báo đang có GPS này. À. Nên cho bay lên cao đó này. Đó. Mình đang sẽ quay thêm một cảnh nữa. Đây, đây chưa nào. Ok. Bà đi nhanh lên chứ. Đi nhanh vào. Chỗ là trên đảo. Đây sẽ là cảnh mà mình đi set up đồ ở ngoài này. Thì hôm nay mình có mang một con flycam, à thì ra mình giới thiệu đúng vậy rồi. Để mẹ ghế sẵn này đấy. Nói chung là vừa lễ xong bằng luôn. Thì đi mấy nơi linh thiêng này thì mình nên gọi là như nào nhỉ? Gọi là trung tâm à? Con ở trong người nghệ này. Đây thì đây sẽ anh để tha một tí kìa. Ok. Bên này. Đó, đi ngoài nè, đi ngoài. Bên này mà. Quay lúc đi setup. Đường này mà. Đây mà bạn. Ngoài mang cũng ít đồ lắm. Không quá nhiều thôi. Thì nếu các bạn không biết mình làm gì có tiền thì mình đi tour. Đấy, nhưng mà các bạn nào có muốn book tour mình thì hãy liên hệ trực tiếp qua Instagram hoặc là Facebook. Mình sẽ đi tour rất là đầy đủ và chất lượng. Video 4K và chung là rất là chất. Full option. Mọi người hãy đón chờ cái video này xem là mình sẽ quay nó như thế nào. Thì đây là đang set up trước rồi thì một lát nữa mình sẽ quay lại cái cảnh mà câu chuyện kể
kể. Mình sẽ phải gọi là bay test thử xem là cái chó ở đây nó khá là mạnh. Đây, máy đây. Đã báo có GPS rồi, bây giờ sẽ bắt đầu bay. Không có bay được. Bây giờ quay máy đúng không? Quay cảnh đầu tiên nhá. Anh em xong rồi. Bây giờ nhá sẽ là quay cảnh. Nó hơi lò lắm tí thôi, hơi lò lá phần flycam tí thôi. Đi ê! Mình sẽ bấm vào cái mode tracking để có thể gọi là bay được. Rồi này, đây đang bay không đầu rồi, sẽ trái sẽ sang trái này. Sang trái sẽ sang phải của mình. Start, start. Rồi mình sẽ đang đi một con đường gian nan để xuống quay shot thứ 4, 5, 6, 7, 8. Chói thật. Anh em quay đầu vậy, đầu vậy. Ok nha, quay lần nhất nhất này, test lần nhất nhất. Một cameraman quay vlog cho mình xuyên xuyên hơn. Yeah.
thôn này. Đâu rồi? Đây. Đang có dấu hiệu của việc gọi là cho bay theo đẹp phải đái luôn. À, không chịu, không cắt nữa à? Anh quay cái này anh, quay mặt này mấy anh là mấy cái mặt tre ấy, anh ơi. Vlog này à? Thì hai anh em sẽ đi lên ngọn hải đăng ở Hòn Dấu thì sẽ quay nốt một số cảnh. Thì lúc nãy mọi người cũng xem rồi, thì đây là một cái công việc của mình. Nhưng mà các bạn nào có quan tâm mà có muốn nhu cầu mà muốn book mình quay outfit, quay nói chung tất cả mọi thứ, quay gì mình cũng quay được nhá. Và các bạn cứ liên hệ mình qua Instagram, Facebook hoặc là Gmail thì mình sẽ reply tất cả các bạn. Chúng mình đây là quãng đường ở trên đây, công việc của mình luôn. Đây là một công việc của mình ấy. Công việc này là công việc mà mình sinh sống luôn đấy. Ngoài ra thì đây là một công việc, có thể gọi là một công việc mà là mình kiếm sống, mình có thể mua đồ. Công việc này nó làm những cái đồ mà mình mua ấy thì đều là mình tự làm ra tiền, tự kiếm tiền sau đó mình mua. Chứ không phải là 6.000 đồng một người mà bây giờ lại có ai trông là ấy đâu. Mấy anh em kia không lên đâu. Thôi anh em lên. Thì sẽ đi lên hoặc là đăng. Quãng đường đây là gần mà. Thế chỗ này đến một lúc nữa đến. Hôm nay mình mặc một bộ outfit rất đơn giản thôi. Mình đi một đôi EZ 700, mặc một chiếc quần sweatpants và mặc một chiếc áo đen bình thường, không có gì gọi là đặc sắc cả, bởi vì là mình đi làm việc ấy. Cho nên mình sẽ chọn những cái bộ outfit nó đơn giản và nó thoải mái nhất cho mình, chứ không cần thiết là phải mặc đẹp hay như nào cả. Nhưng mà có một điều là quãng đường lên đây mình đang rất mệt, rất là mệt và mình không nói và dấp đâu. Mình không thể nói nữa, mình sẽ quay video cho các bạn tự cảm nhận. Ai nào có thể cứu tôi được không? Xe máy chắc đi lên được đấy. Sẽ up nốt cái cảnh cuối cùng bay để lấy cái ngọn hải đăng này. Hôm nay may giờ may cho mình ấy. Vâng ạ. Để đem cho bay lại cảnh này phát. Không qua được. Em đang thâu lùi về. Cảnh này mới đẹp rồi. Sao mà bay phát ra biển ấy? Ừ đấy đúng rồi. Bay mà đi luôn. Nó quay đúng không? Nó quay đúng không? Mình sẽ hạ độ cao một chút, chút. Đó, đây không? Cái này đó. Quá đẹp. Cái này đẹp phải đái luôn. Lúc mọi người thấy mình đi lên đây 2 nhưng mà mình lại về 3 đâu. Đây là lên 2 về 3. Đi 2 về 3. Đi thì cái tour của mình nó bao gồm như vậy. 4 về 3 là thở đấy. Nó chết thở ấy. Bờ thì đang xuống. Xong rồi chắc đi về rồi đúng không anh? Không ai chắc về đất liền. Về đất liền thôi, về Hà Nội. Và ngày hôm nay mình vlog ngày hôm nay mình đã show off cho mọi người một cái công việc chính của mình, cũng như là một cái mà mình kiếm tiền như thế nào, mình đi show mình đi tour như thế nào. Thì mọi người nếu thấy thích những cái video này thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng là làm thêm nhiều những cái vlog như này cho các bạn có thể xem nhiều hơn, cũng như là qua cái vlog này thì mình mong là các bạn trẻ nên đi kiếm tiền bằng một cái đam mê của mình. Ví dụ như mình có một cái đam mê quay phim, chụp ảnh các thứ đấy thì
có thể đầu tư vào cái đấy nhiều, sau đó thì cứ như cái và mọi người hãy đón chờ cái clip này, mình sẽ để ở phần mô tả bên phía dưới đấy. Nhưng mà khi nào mà cái page đó up lên thì page của Alucard up lên ấy, thì mình sẽ ghi một phần bình luận, mọi người có thể bấm vào đấy để xem về cái official của cái clip này, cực kỳ là hay. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.